Cộng đoàn. Hôm nay lễ Thánh Gia Thất kính nhớ gia đình Thánh Thiện Chúa Giêsu, Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, gương mẫu các gia đình, đặc biệt các gia đình Kitô giáo. Qua phục vụ lời Chúa hôm nay, chúng ta thấy Thánh Gia Thất đã nêu gương các nhân đức cần thiết cho cuộc sống hạnh phúc gia đình, nhất là gương yêu thương tha thứ cho nhau. Chúng ta sốt sắng hiệp dân thánh lễ, xin Thiên Chúa cho mỗi gia đình cách riêng các gia đình Kitô giáo hiện thành nói gương Thánh Gia Thất, luôn biết yêu thương tha thứ cho nhau để bến bờ hạnh phúc trong tầm tay mỗi gia đình. Hôm nay cũng là ngày bổn mạng ca đàn thánh gia, xin Thiên Chúa ban cho mỗi ca viên niềm vui và lòng phấn khởi để mỗi anh chị em biết dùng khả năng nén bạc, lời ca tiếng hát tụng, tiếng hát ca tụng ngợi khen Thiên Chúa, đồng thời giúp cộng đoàn nâng tâm hồn lên cùng Thiên Chúa qua lời ca tiếng hát của mình. Với những tâm tình đó, kính mời cộng đoàn đứng cùng ca đàn cất tiếng hát ca tụng Thiên Chúa.